Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Cháu hiểu ý của chú, cháu sẽ kiềm chế bản thân thật tốt. Ông chủ, ông nên đi rồi. Tôi biết rồi. Chuyện của Nguyệt Nguyệt nhờ cháu nhé. Tiếp tục trông chừng cậu ấy. Trương Hậu, có phải bố tôi khiến cậu không vui hay không? Không đâu, quan tâm lo lắng. Yêu con gái của mình mà, tôi hiểu. Tôi. Cuộc gọi gần đây, chị Cầm Cầm, Ngụy Nam, Tống Thành, chị Cầm Cầm. Mình chết chắc rồi. Sao chị Cầm Cầm lại uống rượu một mình ở đây thế? Sao Hạo Hạo không nghe điện thoại? Gần đây em luôn đi chơi về muộn, ít nhất phải báo cho chị xem có an toàn hay không chứ. Không nghe điện thoại của chị Cầm Cầm khiến chị ấy buồn rồi. Ai, mình đáng chết thật. Chị Cầm Cầm, em xin lỗi. Em biết chị luôn quan tâm em. Em không cố ý không nghe. Tại em không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Chị đừng uống nữa, em đỡ chị đi nghỉ nhé. Không cần xin lỗi. Ở đội tuổi này ra ngoài chơi với bạn là điều bình thường, em vui hay không? Khá vui ạ, nhưng mà em không nên không nghe điện thoại của chị, em xin lỗi. Nếu em thật sự cảm thấy có lỗi thì ngày mai ở với chị đi. Được, nhưng mà sáng mai phải bàn chuyện công việc với người quản lý Apply Team. Đúng lúc buổi sáng chị cũng phải đến trường, buổi chiều về. Chúng ta hãy dành cuối tuần cho nhau nhé. Đi tắm rửa đi, lát nữa chị xoa bóp cho em. Sau đó đi ngủ. Vâng, lúc trước là Ngụy Nam, bây giờ là Mẫn Nguyệt Hoa. Xem ra mình phải nhanh chóng biến Hạo Hạo thành người đàn ông của riêng mình. Hôm sau. Cuối tuần còn hẹn cậu ra đây, thật sự xin lỗi. Không đâu, không đâu. Không biết là chị Tống có điều gì căn dặn. Là thế này, fan của cậu cũng không ít nữa. Giờ là lúc duy trì lượng fan. Gần đây chúng tôi muốn quay một đoạn video ngắn về Gukuraku, Jodo để quảng bá cho một vài chủ like. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ dành vị trí center cho cậu. Từ chối bán sắc. Chị Tống, tôi không phải là chủ like bán thần. Cho nên, tôi còn có phương án thứ hai. Chụp ảnh cosplay. Không biết là tôi biết cậu không bán thần, nhân vật chuẩn bị đều rất ngầu. Áo giáp của vua A Thuốt này khá ngầu, uy nghiêm phù hợp với hình tượng đàn ông mạnh mẽ của mình. Được, chọn phương án cosplay này đi. Chúng ta uống xong rồi đi nhé, tôi đã chuẩn bị xong rồi, hả? Đương nhiên rồi, tôi chuyên nghiệp mà. Chuyên nghiệp quá đấy, sao tôi cảm thấy mình đang bị gài bẫy nhỉ? Đúng rồi, nào. Quay đầu nhìn vào đây. Đúng, đỉnh quá. Giữ nguyên tư thế đừng cử động. Tốt, chính là chỗ này. Bãi biển này có một lượng lớn du khách du lịch và người bản địa đến đây khi rảnh. Du khách ở nước ngoài cũng đến đây check in. Rất xứng đáng được đầu tư và phát triển. Có cosplay, chụp ảnh ở đây cũng đã chứng minh giá trị thương mại của bãi biển này. Flycam, zoom, gần vào nhé. Cosplay này đẹp trai quá. Flycam của ai đây? Chụp mặt tôi gần như vậy, quá đáng thật đấy. Tín hiệu đã ngắt. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ sai người đi điều tra cosplayer này ngay. Không cần đâu, ngược lại cô nên cảm ơn người này. Nếu không bây giờ cô phải cút đi rồi đấy. Nhát kiếm này đúng là phong cách của cậu. Nhưng làm hỏng flycam của tôi phải tìm cậu đòi bồi thường. Ơi, mệt chết mất. Hóa ra chụp ảnh cosplay lại mệt như vậy. Chị Cầm Cầm về sao? Quên mang chìa khóa à? Đến đây đợi chút. Chị Cầm Cầm, chị về rồi. Nhìn cho rõ ai là chị Cầm Cầm của cậu. Chắc chắn là tôi đã mở cửa sai cách rồi. Không nghe điện thoại còn định nhốt tôi ở ngoài à? Muốn tôi phá cửa vào sao? Đừng, Ngụy Tổng. Hãy tha cho cánh cửa nhà tôi đi, xin cô.
Bây giờ chúng ta là quan hệ hợp tác. Vậy mà hai ngày nay cậu không nghe điện thoại, còn chạy ra ngoài chơi à? Phải, do tôi ham chơi. Tôi nên phối hợp nghiêm túc với Ngụy Tổng, đóng góp sự tiến bộ của khoa học. Mời cô uống trà. Ồ, còn ăn mặc thế này. Không ngờ cậu thích loại trò chơi trẻ con này đấy. Công việc xuất đầu lộ diện có gì tốt. Được, nhẽ nào, cô nhìn không quen, tôi tốn công sức nên chạy đến đây dạy dỗ tôi à? Rõ ràng lúc trước còn muốn bảo mình làm minh tinh. Rõ ràng tôi trả lương cho cậu còn cao hơn việc live stream, cậu không thích công việc này đến thế à? Đàn ông ở thế giới của chúng tôi đều là đàn ông đích thực có khí chất. Mình cũng không muốn làm việc đâu. Thần thánh trong máu nhảm nhí gì đó có thể cho mình dựa dẫm vào phụ nữ hay sao? Rất tốt, có khí chất. Vậy chúng ta tính sổ việc cậu làm hỏng flycam của tôi đi. Đó là flycam của công ty cô sao? Bao nhiêu tiền tôi đền cho cô là được. Tôi không thiếu tiền, tôi có cách đền bù tốt hơn. Đạch, cô muốn làm gì? Thật ra cậu rất hợp với cách ăn mặc này. Thế à, ở thế giới của tôi, nhân vật giống như cô rất thích hợp với bộ đồ hầu gái tai mèo. Cậu muốn nhìn tôi mặc à? Trừ phi cậu dám đích thân mặc cho tôi. Nhưng mà tôi dám chắc là cậu không dám. Cô nhìn xem tôi có dám hay không. Thế nào? Cô nói xem tôi có dám hay không. Dám dùng tư thế xấu hổ này để bế tôi lên, có gan đấy. Chỉ là... hình như không kiên trì được lâu lắm. Không phải, cô lặng quá đấy. Đáng tiếc, suýt chút nữa, cậu phản kích thành công rồi. Không ổn rồi, quả thật không thể nào kiên trì được quá đâu. Tuy mình muốn tập thể dục, nhưng mà cơ thể này quá yếu đuối. Trương Hạo, nếu so sức lực với nhau, cậu còn thua xa. Lại hơn. Bị cưỡng hôn nửa tiếng. Được rồi, hôn đủ chưa? Cô tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì? Liên quan đến chuyện mặt trăng đỏ. Mặt trăng đỏ xuất hiện không có quy luật. Những lần trước khi mặt trăng đỏ xuất hiện đã xảy ra nguyệt thực toàn phần. Thường 24 tháng nguyệt thực toàn phần sẽ xuất hiện một lần. Chỉ là chưa chắc có thể nhìn được hay không mà thôi. Không giống, hờ. Nguyệt thực toàn phần thường xảy ra vào ngày trăng tròn 15 hoặc là 16 âm lịch. Nhưng lần đó lại xuất hiện vào ngày trăng non, mùng 1 âm lịch. Nguyệt thực vào ngày trăng non hay sao? Đúng vậy. Một hiện tượng nguyệt thực vô cùng độc đáo xảy ra vào nửa đêm. Hơn nữa, từ trường hỗn loạn xuất hiện khắp cả nước. Nhưng mà chúng có độ mạnh yếu khác nhau. Điều quan trọng nhất, theo tôi điều tra. Lúc tôi nhìn thấy mặt trăng đỏ vào nửa tháng trước, cũng xuất hiện nguyệt thực trăng non. Nguyệt thực trăng non, trăng rằm, trăng đỏ. Chắc chắn là hai chuyện này có liên quan gì đó khiến cho mình xuyên vào thế giới này. Hạo, chị về rồi. Đạch, chị cầm về rồi.